Này thiện hiện trong bản tánh không, bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, pháp không nội chẳng thể nắm bắt được. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được, tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, bậc cực hỷ của Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân của Bồ Tát cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được.